Hai chào cả nhà. Thì cách đây khoảng một tiếng đồng hồ thì Thi Lê có nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của một người phụ nữ trên Thủ Đức, có tên là chị Hà cả nhà. Thì chị thông báo là có một cái anh bán chó dạo, bán chó lò mổ á, thì anh nói là có một con bé chó đang có bầu, sắp sanh rồi cả nhà. Nhưng mà trên đường như thế nào không biết, thì bây giờ là chị Hà có cho địa chỉ ở bên máy ấm Thi Lê. Thì anh bán chó lò mổ này, ảnh chở con bé chó vàng này cũng sắp sanh rồi, với lại tự nhiên cái phát sinh thêm hai bé chó con nữa, thì không biết giá cả như thế nào, thì Thi Lê sẽ nói chuyện với anh bán chó lò mổ ở nhà cả nhà. Anh trai, con bé chó vàng này là bao nhiêu tiền? Chỗ vàng là để lại cho bên trại là 1.500.000, và chỗ con là một em là 300, một em hai em là 600. Thôi ơi, sống phát tâm tặng hai con chó con luôn đi. Khổ sao khổ, anh mà cho một cái là có cái phước báo anh giữ lắm á, chứ là có gì đâu mà khổ. Anh cho nhiều khi ngày chiều nay anh trúng số luôn á. Anh tên gì, anh tên gì? Em tên Nam Phát. Anh tên Phát hả? Đó cả nhà, thì anh Phát ảnh đi thu mua bán chó nè. Thì anh nói là có con bé chó này nó sắp mang thai rồi. Thì anh đi dọc đường thì anh gọi điện thoại chị Hà, hay là cuộc gặp gỡ của hai người như thế nào đó thì Lê không biết. Thì con bé chó này sắp sanh ha anh? Sanh biết nó sắp sanh. Là chủ nó, chủ nói hay sao? Chủ nó ta ốm đau, ta đi bệnh viện không có khả năng nuôi nữa, thì em thì người ta cũng bán, nhưng mà mình tìm chỗ kêu mang để cho bé đi ở mấy nhà khác. Nói chung là anh đi mua bán chó dạo đúng không? Nhưng mà anh cũng còn động lại một cái chút lương tâm, một chút đạo đức đúng không? Thì anh mua lại bao nhiêu? Thì mua lại là 1.300.000. Là lời 200.000 thôi đúng không? 200 tiền xăng. Rồi, thì còn hai bé chó con này như thế nào? Hai bé chó con này thì... Bớt đi, còn không tặng luôn đi, nó thiệt á. Hai bé chó con thì mình lấy 500, hai bé. Hai con 300.000 được rồi. Hai con chó con này 500.000 Vi. Tặng đi. Hai con 300, chỗ 300 chưa chịu nữa tặng. Thôi, bà 300 đi, hai con 300 đi. Thôi bây giờ nói tiếng cái này, bây giờ hai con 400 được không? Trời ơi, anh hùng vô đi. Đôi khi nhiều khi chiều nay anh trúng số độc đắc á, anh đổi nghề luôn. Em nói thiệt. Bây giờ em mà Bạn ơi. Bây giờ mà anh nói thiệt, chiều ngày bữa nay anh mà mở miệng anh nói ngày mai anh bỏ nghề, em quỳ xuống em lại 500 lại liền giữa trời liền. Em nói thiệt á. Tội nghiệp quá anh ơi. Bạn ơi. Anh làm nghề lâu chưa anh? Không, này nói hỏi thật, tâm sự thôi. Thì tao quên mặt anh đâu anh sợ. Bây giờ không làm, mình làm cũng làm bằng lương thiện thôi, mình không trộm cắp thì mình có việc thì mình làm, có tiền thì mình làm thôi. Không phải là đúng rồi, thì cái công việc thì mỗi người mỗi nghề mỗi nghiệp mà. Ví dụ như cái nghề của anh thì cái nghiệp của anh phải gánh thôi, chứ em đâu gánh được đâu. Nhưng mà cái này mình chỉ khuyên thôi, là con bé vàng này là 1.500.000 ha. Rồi hai bé cho con 400 ha. Là 500. Trời ơi mệt, mệt thiệt ghê luôn, có 100.000. Không phải cô. Con đi xa. Vàng đó gọi Vi. Vàng. Vàng ơi, có ve đó kìa. Tội nghiệp thấy ghê không? Con ơi, về đi mẹ đỡ đẻ cho nha. Đó cả nhà, thì bây giờ Thi Lê sẽ cứu con bé chó vàng với lại hai con bé chó con này, là tổng cộng là 2.000.000 nha cả nhà. Thì chị Hà chỉ có gọi điện thoại cho Thi Lê. Thì bây giờ cả nhà thấy anh bán chó là mẫu hình quẹo vô máy ấm của Thi Lê rồi. Không lẽ bây giờ cứ đuổi đi vậy sao được. Thà là khuất mắt không thấy, chứ nếu mà trước mắt thì không thể nào mà làm ngơ được hết trơn á. Cả nhà biết, khi mà một cái phút chốc nào đó mình có thể đuổi người ta đi, có thể là cả gia đình bé vàng trong bụng nó không biết bao nhiêu con, có thể là một con, hai con, có thể là sáu con không chừng. Trời, tội nghiệp quá trời cả nhà. Đang có bầu sắp sanh luôn. Em ấy đi để anh lấy xe ra. Vàng cứu con nha, vàng nha. Nghe không? Tiền khô luôn á cả nhà. Đó, nó xúc của nó là động vật mà có biết, hiểu biết cái gì đâu. Vàng ơi. Vàng ơi. Không nói hiền á chứ. Nếu như đứa nào mà giữ đứng gần là nó hư rồi.
cứu người không anh? Hả? Có cứu người không? Hả? Có cứu người không? Nếu mà người tốt em sẽ cứu. Còn người hiền, người mà bán chó, người bán chó lò mổ biết quay đầu thì em sẽ cứu. Em sẽ dẫn vô chùa em nuôi luôn, đến già đến chết luôn. Thiệt. Anh đổi nghề đi. Anh qua cứu chó luôn đi được không? Khổ lắm anh ơi. Em tặng cho anh cái máy nghe pháp này, anh nghe là anh hiểu liền, anh bỏ bán chó liền luôn. Chẳng hạn gì em hỏi anh, một tháng anh bán mua bán chó anh có thể lời khoảng 400-500 triệu đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là cái hậu sau này 400-500 triệu thì anh không có thể mua được cái đạo đức và cái sức khỏe của mình. Không, em cũng không phải là cái nghề này là thường xuyên. Hả? Không phải nghề thường xuyên. Hả? Không phải là nghề thường xuyên. À, cái này không phải là nghề thường xuyên của anh hả? Dạ. Chứ nghề chính của anh là nghề gì? Thì em cũng đi làm vớ vẩn. Thì em cũng cầu mong cho anh giống như là mau quay đầu sớm, không có. Ví dụ như em hỏi anh á, nhiều khi đôi khi có những bé chó kia anh đã từng giao là mổ rồi đúng không? Thì anh không có mà trực tiếp đập đầu tụi nó, nhưng mà mình đã là gián tiếp rồi, giống như là mình tội nghiệp với lại cái người đó đó. Em nói anh, thì chẳng hạn như cái đời này đơn giản thôi, cái đời này anh chở tụi nó vô là mổ thì đời sau tụi nó nếu mà hận thù với anh thì nó sẽ chở anh vô là mổ giống vậy nữa đó. Cứ nhân quả đảo ngược qua đảo ngược lại vậy đó. Bây giờ là có cung lại có cầu, người ta không bán thì mình lấy đâu mình mua đúng không? Thì nói chung là lỗi do hai người chứ đúng giờ là, giống như bây giờ cho anh nuôi mà anh mà không bán thì mà đem mà sao mua được. Thì là ngày trước em là cũng có một người có hỏi em ngồi nằm quán cà phê này này. Ngày trước là lâu rồi. Tại sao? Có người ở trong này ra hỏi em ngồi nằm cái quán cà phê chưa là em ngồi. Lâu rồi. Đâu? Đây, đây, đặt xuống đây trước đi. Anh bắt nhẹ nhẹ thôi để nó hư thai. Mình sao mình lùa chúng ta thôi, của ảnh ra ngoài á, đi bắt đầu lùa thẻ xuống lùa. Em cảm thấy rất là hiền à. Nó mà đớp thì trái, em chưa xích nữa. Trời ơi, là chủ không có tiền đi bệnh viện ha anh. Khó khăn rồi đi bán chó của mình. Bán triệu mấy cũng đâu chữa hết cái bệnh của mình đâu, mang thêm cái bệnh thêm. Chủ gì mà sao nhẫn tâm quá cái nha, cứ cần có 1 triệu mấy đi khám bệnh mà không biết tìm cách nào hết trơn. Cứ 1 triệu mấy đâu có chữa được hết cái bệnh của mình đâu. Em nói, triệu mấy thì chỉ có được vài mấy chục viên thuốc thì uống vô tầm một tuần nửa tháng thôi. Vô nhà dùng rồi á, bây giờ không làm gì, bây giờ không biết làm gì được. Anh để cho vào đây nè. À, để xuống đất luôn ha. Để xuống đất anh lùa chúng chạy qua qua thôi. Rồi. Không, anh không được để chặt. Cái chuồng chuồng trước á. Mở cửa đi, mở cửa đây. Cứu vàng nha, vàng ơi. Em cứu nhiều chó lắm nè. Thì cái đó là cái phước của anh đó. Thì những con chó nhà giàu người ta bị bệnh á. Cho nên em hay cho bà bác sĩ lấy máu á. Rồi cái con mà lấy máu chắc chết. Không chết, không chết. Cho mà lấy con, ví dụ lấy bao nhiêu xe nó bác sĩ biết. Nhưng mà anh đừng phải trả tiền cho anh chứ. Biết là trả nhưng mà mình đang cứu con khác. Mấy người đó em thấy cũng sao đâu anh ơi. Một bịch máu. Rồi kìa, chuẩn bị kìa. Mình mua. Không, chưa cho anh mua đâu. Có chứ, bên em thì có mua được hết á. Thì biết phải có tiền, nhưng mà bác sĩ thú y bây giờ chờ anh sinh ra cái nghề. Chứ con chó mình đang sắp chết, con chó người khác rồi sao lấy máu lỡ chó. Chờ anh lấy máu đâu anh trời. Lùa mới nghe. Tất cả nhà thì bây giờ Phi Lê sẽ trả cho anh bán chó lò mổ này 2 triệu như thế. Buồn vậy? Vàng ơi. Hết khóc chết rồi đó con. Chiếc này ở đây mãi mãi. Chiếc là